Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 7 giờ 40 phút tối giờ Cali. Ở Việt Nam đã đến Quốc qua là ngày thứ năm rồi. Và hôm nay đó là một ngày mà cực kỳ sôi so động đó các bạn. Chúng ta có rất nhiều thông tin và cũng có rất nhiều những tài liệu thường chưa có chia sẻ trên mạng xã hội với các bạn. Nhưng mà nào mà đã theo dõi Thuần Capital trên mạng xã hội cũng đã biết những thông tin liên quan tới Fed rồi. Thuận sẽ tóm tắt lại trong video ngày hôm nay và chia sẻ một số những cảm nghĩ của mình về những gì đang xảy ra. Và đầu tiên hết cũng như thường lệ chúng ta hãy nhìn vào tình hình của chứng khoán Hoa Kỳ thì các bạn đã thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ đó tuy đã xanh nhiều ngày nhưng mà ngày hôm nay đó khi mà có thông tin liên quan tới lãi suất của Fed thì các bạn được là kết thúc đó chỉ số Nasdaq thì xuống nhẹ một chút xuống 0.12%. S&P 500 đó thì không có sự thay đổi và Dow Jones sẽ tăng 0.23% các bạn Và thực ra các bạn có biết là chỉ số Dow Jones đã tăng liên tục Tính luôn ngày hôm nay đó đã là 13 ngày liên tục rồi các bạn Đây là chúng ta nhìn vào lịch sử mà tăng liên tục từ năm 1896 cho đến ngay bây giờ thì các bạn thấy được là đây là một trong những cái thời điểm mà chúng ta nhận thấy được là chỉ số của Dow Jones tăng liên tục 13 ngày Bởi lịch sử cho thấy cao nhất là 14 ngày nếu như mà chúng ta có thêm hai ngày tăng trưởng liên tục nữa đó thì chúng ta sẽ đạt cái mức cao nhất mọi thời đại các bạn có nghĩa là sẽ lên tới 15 ngày liên tục nhưng mà các bạn thấy là chứng khoán cũng đã tăng liên tục trong vòng nhiều ngày rồi thì có một sự điều chỉnh cũng là bình thường mà thôi nhưng mà nếu chúng ta thấy tăng thêm hai ngày nữa thì sẽ là một lịch sử mới được hình thành. Chúng ta nhìn vào pre market thì bây giờ thì các bạn thấy là rất là xanh cho chỉ số S&P 500 và Nasdaq. Chỉ số Nasdaq Future sẽ tăng 0.51 và S&P Future sẽ tăng 0.2%. Chúng ta sẽ nói thêm về thông tin liên quan tới những gì mà Fed đã chia sẻ ngày hôm nay. Việc mà Fed tăng lãi suất đó thường nghĩ là không gì là quá bất ngờ đâu. Hầu hết mọi người đều nghĩ là Fed sẽ tăng thêm 0.25 nhưng mà sau đó Fed đã nói gì? Và đối với thuận nên khi mà các bạn nghe kỹ hơn những gì mà Thường chia sẻ trên mạng xã hội đó các bạn sẽ hiểu là tại sao mà Thường cảm thấy những gì phải chia sẻ ngày hôm nay đó. Theo Thuận thì rất là lạc quan Thường đã chia sẻ với các bạn ngay lúc mà Phép phát biểu rồi nhưng mà Thường sẽ nói thêm một số vấn đề nữa với các bạn. Chúng ta hãy nhìn vào hợp đồng của dầu đó thì chúng ta vẫn thấy được tiếp tục tăng trưởng các bạn và hôm nay đã tiến rất là gần về mức 80 đô cho một thùng dầu thì cái mức này là cái mức coi như đã cao à, trong cái phạm vi từ 70 đến 80 chúng ta đã thấy trong vòng khoảng chừng nửa năm qua thì không biết đợt này dầu có tiếp tục tăng nữa hay là không nhưng mà các các bạn thấy là ở mức 79 80 đô này đó cũng không phải là cái mức gọi là cao khi mà chúng ta so sánh từ lịch sử. Chúng ta đã biết là cái nhóm OPEC Plus á, thì họ muốn giá dầu ở mức là khoảng 100 đô thì họ nói như vậy thì họ mới có thể tiếp tục kinh doanh được. Giá dầu mức thấp như vậy đó thì họ tiếp tục cắt giảm sản lượng để mà đẩy giá dầu lên. Nhưng mà các bạn thấy được là những nỗ lực đó trong vòng mấy tháng qua hầu như không có hiệu quả. Gần đây chúng ta mới thấy giá dầu tăng nhẹ trở lên lại. Chúng ta nhìn vào hợp đồng của vàng đó thì các bạn thấy hôm nay cũng tiếp tục tiến tới tăng 0.5% và đã rất gần 2.000 đô. Còn về crypto thì sao các bạn? Crypto đó thì BTC thật ra hôm nay cũng tăng nhẹ các bạn. Trước khi mà có cái thông báo liên quan đến lãi suất thì đã tăng lên mức là khoảng 29.500 đô. Rồi sau khi mà có cái thông tin phát tăng lãi suất trước khi mà có họp báo đó thì chúng ta thấy là BTC giảm xuống còn khoảng chừng là 29.100 nhưng mà ngay sau đó đã có sự tăng trưởng trở lại. Hiện bây giờ đó nói chung so với giá ngày hôm qua đó thì tăng nhẹ một chút các bạn. Chi tiết hơn đó là chúng ta nhìn vào mức giá hiện tại so với ngày hôm qua thì tăng khoảng 0.7% Nhưng mà ngày hôm nay nói chung thị trường crypto đó là một ngày tốt các bạn có rất nhiều màu xanh xuất hiện Và chúng ta nhìn thấy được là tổng số vốn hóa đó đã tăng gần như là 1% Chúng ta thấy được là vốn hóa bây giờ vẫn hơn 1,2 nghìn tỷ và chúng ta nhìn vào những năm lớn đó thì tăng khoảng chừng là một phần trăm tương tự như BTC ngoại trừ Cardano hôm nay tăng hai phần trăm các bạn và chúng ta thấy Polygon tăng ba trên phần trăm và chúng ta thấy Solana tăng sáu 1 một phần trăm thì hôm nay mọi người đều biết đó chính là cái thông tin liên quan tới Fed quyết định tăng lãi suất 0 phần trăm tương tự như gì mà chúng ta đã nói tới rất nhiều rồi chúng ta nhìn vào chỉ số hợp đồng tương lai của CME đó thì 99 phần trăm nghĩ là Fed sẽ tăng lãi suất và kết quả cũng như là mọi người kỳ vọng là Fed tăng 0 phần trăm. nói kỳ vọng. Ở đây tại vì chúng ta thấy được là 99.8% hội đồng đã nghiêng về tăng 0.25 rồi và Fed cũng không làm gì khác hơn các bạn tăng 0.25% nhưng mà điều quan trọng hơn đó là Fed đã có thay đổi gì về suy nghĩ có gì khác biệt so với tháng vừa rồi hay là không thì chúng ta có thể nhìn thấy được là trước khi mà cuộc họp báo đó thường này chia sẻ với các bạn là nhìn sơ bộ về những cái thông tin được chia sẻ từ Fed đó, thì các bạn đã thấy được là những cái chữ màu đỏ mà bị gạch đó, có nghĩa là được thay đổi từ tháng trước cho tới bây giờ thì nói chung không có thay đổi nhiều các bạn. Nói chung chúng ta thấy được là Fed vẫn nói tháng trước là kinh tế vẫn tăng trưởng và Fed sẽ tiếp tục quan sát cái dữ liệu mới Những sự khác biệt đó nó nằm trong lời nói của Chủ tịch John Powell. Thì Thuận cũng đã xem cái uh, buổi họp báo và chia sẻ trực tiếp với các bạn trên mạng xã hội. Thì để Thuận tóm tắt lại có năm điều tôi nghĩ là chúng ta cần phải hiểu những gì được chia sẻ bởi chủ tịch fed ngày hôm nay giọng điều của fed nói chung đi thì chúng ta bắt đầu đó sẽ nghe fed chia sẻ cũng giống như là thường lệ về tình hình kinh tế nói chung thì các bạn đã thấy cũng không có gì thay đổi nhiều so với lại cái tháng trước đó chỉ là quyết định đã thay đổi các bạn quyết định trước đó là không tăng lãi suất nhưng mà lại nói là khả năng sẽ tăng thêm hai lần nữa đợt này đó thì tăng lãi suất nhưng mà ngược lại các bạn lại không nói là có tăng nữa hay là không giọng điệu của Fed ngày hôm nay đó nói chung là nó trung lập nó không nhiều hâu và cũng không có bồ câu đó là điều đầu tiên điều thứ nhì nữa là mọi người thì đương nhiên cảm thấy khó hiểu tại sao mà lại phải tăng trong đợt này tại sao là không chờ thêm một đợt nữa khi mà các dữ liệu đang tiến tới xu hướng mà Fed tăng kỳ vọng Fed cũng không trả lời rõ ràng các bạn Chỉ nói là cần tăng đợt này để lãi suất đủ cao Điều này nó rất là quan trọng Tại vì đối với Thuận đó, đợt vừa rồi Tuy là quyết định không có tăng Nhưng mà các bạn thấy được là cái giọng điệu đó Thì lại rất là nhiều hâu Nói là khả năng sẽ tăng thêm hai lần nữa Đợt này đó thì không có nói là có tăng nữa hay không nhưng mà lại tăng lại suất trong đợt này khiến cho mọi người khó hiểu các bạn nếu như mà đợt vừa rồi Fed đã ngưng tăng thì tại sao lại không ngưng tăng đợt này nữa tại vì từ đợt vừa rồi tới bây giờ đó những chỉ số liên quan đến làm phát đều đi về xu hướng của Fed đang mong muốn thì tại sao lại không tiếp tục chờ đợi để xem coi là có cần tăng nữa hay là không mà lại tăng đợt này thì mọi người đều hỏi câu hỏi đó nhưng mà Fed cũng không trả lời rõ ràng Thôi nghĩ đây đây là cái suy nghĩ cá nhân của Thuận mà thôi thì Thu nghĩ là Fed đã nói là sẽ tăng đợt chiều rồi và nền kinh tế vẫn ổn nên tăng đợt này đã có thể khiến cho fed yên tâm hơn tại vì rất rõ ràng đó là điều mà fed quan tâm nhiều hơn là nếu như mà ngưng tăng quá sớm nhưng tăng quá sớm có thể dẫn đến là làm phát trở lại và sẽ làm uổng công phí sức hơn cả năm qua tăng lãi suất và chịu biết bao nhiêu áp lực. Cho nên Fed luôn lo lắng là không biết có nên tăng nữa hay là không. Và các bạn thấy được nếu như mà tăng nữa đó, bây giờ thì thị trường kinh tế vẫn ổn thì chúng ta có thể thấy là Fed có thể giữ được trọng lượng lời nói của mình. Tại vì tháng vừa rồi nói là tăng nữa mà đợt này nó không tăng thì sẽ dẫn đến người ta sẽ không có coi trọng lời nói của Fed trong những đợt sau này. Chứ còn về dữ liệu như thường chia sẻ đó thì hoàn toàn có thể chờ đến tháng 9 rồi mới quyết định. Phần trăm thất nghiệp bây giờ vẫn còn thấp, tôi nghĩ là Fed đi vào xu hướng là tha giết lầm còn hơn bỏ sót trong đợt này. Đó là điều thứ nhì. Điều thứ ba đó thì mọi người đều muốn biết là Fed còn tăng nữa hay không các bạn đây là câu hỏi triệu đô Nếu như tăng nữa thì sẽ tăng mỗi lần hợp hay là sang kẻ mỗi hai lần như là bây giờ Tại vì rất rõ ràng là kỳ rồi Fed nói là sẽ chậm lại tốc độ tăng trưởng Nếu như còn tăng thì vẫn sẽ chậm lại thì chậm lại là như thế nào Tại vì các bạn thấy được là chậm lại trước đây từ giống như 0.5 xuống còn 0.25% Bây giờ đã còn 0.25% rồi chậm lại nữa là 0% thì nó cũng không hợp lý Thì chậm lại là chậm như thế nào các bạn chậm mỗi hai lần hay là mỗi ba lần hay gì đó thì chủ tịch John Powell cũng vẫn trả lời một kiểu các bạn có rất nhiều những cái nhà báo hôm nay hỏi cùng một câu hỏi này nhưng mà chủ tịch John Powell cũng trả lời là chúng tôi chưa có quyết định gì cho các cuộc họp kế tiếp và sẽ quan sát các dữ liệu mới có nghĩa là sẽ quan sát thêm dữ liệu liên quan tới lạm phát là cpi cpe và phần trăm thất nghiệp tuy đây không phải là cái câu trả lời mà tôi nghĩ nhiều người muốn nghe như muốn nghe là fed nói là chúng ta có thể ngưng tăng tại đây rồi tiếp tục xem xét chứ không cần phải tăng nữa nhưng mà thật ra đây đã là một câu trả lời rất là tốt đối với thuận rồi lần trước các bạn đã nhớ đó là fed nói là sẽ tăng thêm hai đợt nữa Lần này đó thì nói là chưa có quy định gì Mà đây chỉ là lần tăng đầu tiên mà thôi Có nghĩa là những đợt sau này có thể là sẽ không tăng nữa Và chúng ta cũng đã thấy bên trên này đó Fed nói là tăng lãi suất đợt này Thì lãi suất của Fed đã đi vào cái dùng gọi là đủ cao Có nghĩa là restricted enough Đó là cái chữ mà Fed liên tục sử dụng trong cái cuộc họp ngày hôm nay Có nghĩa là đủ siết chặt cái lãi suất thì bây giờ đối với Fed bây giờ có dùng là đủ để siết chặt nền kinh tế rồi thì đây là những dấu hiệu cho thấy có thể đây là đợt tăng cuối cùng các bạn đương nhiên Fed lúc nào cũng chưa có đường lui cho mình nếu như mà CPI tăng trở lại hay là tình hình có gì bất ổn đó thì Fed lại muốn tiếp tục tăng thêm lãi suất để mà quản lý phần trăm lạm phát cho nên Fed lúc nào cũng sẽ nói như vậy các bạn sẽ không có bao giờ đóng cái đường lui cho mình đâu cho nên chúng ta không thể nào mà nghĩ Fed sẽ trả lời một cách trực tiếp là chúng tôi bây giờ không nghĩ đến sẽ tăng lãi suất nữa mà sẽ nói một cái kiểu hai như thế này. Cho nên chúng ta cần phải biết những gì mà Fed đã nói trước đây, giọng điệu ra sao so sánh với những gì đang nói bây giờ chúng ta mới hiểu được là Fed đang thực sự muốn nói gì. Và đó cũng là điều mà Thuần hy vọng chia sẻ với các bạn. Và trong dòng cái năm qua đã các bạn theo dõi Thuần Capital chia sẻ về Fed. Hy vọng các bạn cũng đã có một phần thấy được là những gì mà Thuần chia sẻ đó nó cũng không có quá xa so với lại sự thật những gì Fed sẽ làm kế tiếp. Thì hy vọng đợt này cũng ngoài lời các bạn. Điều thứ tư là Fed luôn nói là cần thêm dữ liệu trong những đợt trước đây đó nói là uh, CPI giảm nhưng mà cần thêm dữ liệu, cần thêm dữ liệu nhưng mà chưa bao giờ nói rõ là cần bao nhiêu tháng dữ liệu thì Fed mới coi như là phần trăm lạm phát đã thực sự đi về xu hướng Fed mong muốn và không cần phải tăng lãi suất nữa. Thì lần này đó Fed đã nhắc tới hai đợt CPI, CPE và hai dữ liệu thất nghiệp liên tục các bạn có nghĩa là trong hai tháng tới đây tại sao fed tôi nói là trong hai tháng tới đây các bạn tại vì cái đợt họp kế tiếp của fed các bạn nên hiểu đó chính là vào ngày 20 tháng 9 có nghĩa là chúng ta còn cái thời gian là khoảng chừng hai tháng nữa thì mới đến cái cuộc họp đó cho nên từ đây đến đó chúng ta sẽ có thêm hai chỉ số phần trăm lạm phát cpi và cpe và hai dữ liệu thất nghiệp thì Fed nói nhiều lần về hai dữ liệu này trong hai tháng tới có nghĩa là đây là những dữ liệu mà phải cần nếu như mà tháng tới đây là tháng 8 và tháng 9 hai dữ liệu đó cho thấy là CPI vẫn đi về cái xu hướng mà Fed mong muốn thì Fed nghĩ là đã đủ rồi đó là cái mà thuận nhận ra được từ lời nói của Fed đương nhiên một lần nữa các bạn Fed sẽ không nói trực tiếp gì đâu Fed chỉ nói dòng do rồi chúng ta tự hiểu nhưng chúng ta cần phải hiểu mà thôi và điều thứ năm là có nhiều câu hỏi là khi nào đó thì mới giảm lãi suất trước đây đó thì Fed bác bỏ ngay lập tức các bạn nói là chúng tôi chưa nghĩ đến ngưng tăng thì làm sao nghĩ đến giảm lãi suất được nhưng mà lần này đó thì fed không bác bỏ nhưng mà đợt này đó lại nói là khả năng không phải là năm nay có nghĩa là fed bắt đầu ra dấu hiệu các bạn khả năng là không phải năm nay sẽ giảm lãi suất đâu có thể là năm sau lạm phát có nghĩa là Fed quan tâm đến là core inflation các bạn có nghĩa là làm phát cốt lõi đó không tính năng lượng và thực phẩm thì lạm phát đó bây giờ vẫn ở mức cao các bạn vẫn ở mức là hơn gấp đôi cái mức mà Fed mong muốn à, thì lạm phát đó phải giảm về gần mức 2% đến gần đó là đủ rồi chứ không cần phải là tới 2% thì Fed đã giảm lãi suất. Đây là một điều cũng rất là quan trọng luôn. Có nghĩa là Fed đã đưa ra dấu hiệu là hey, phần trăm lạm phát core CPI nếu như mà giảm gần tới mức 2% là đủ để chúng tôi sẽ giảm lãi suất chứ không cần phải chờ đó là điều mà Fed đã chia sẻ ngày hôm nay với tất cả những phóng viên các bạn thấy được là năm điều này là năm điều mà thuận nhận ra được và nếu chúng ta gặp lại tất cả đó nhìn một cách tổng quát so sánh với gì mà Fed đã chia sẻ à, trong những đợt trước đây đó thì rất rõ ràng đây là cái lần đầu tiên mà Fed đưa ra nhiều dấu hiệu liên quan đến khi nào ngừng tăng liên quan đến những đợt kế tiếp có cần tăng hay không liên quan đến là khi nào mới giảm lãi suất các bạn Fed đã đưa ra một cái dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng hơn rồi. Trên đối với thuận đó, tuy là giọng điệu của Fed không có phải là bồ câu như là mọi người mong muốn không nói rõ ràng cho mọi người mong muốn nhưng mà cái giọng điệu cho thùng chậm thấy được là đây là một trong những cái thông tin rất là tốt đây là một trong những cái đợt mà chúng ta nhận ra được rõ ràng là Fed đã gần xong hay chưa dù sau đi nữa đó cho dù là còn một đợt tăng trưởng nữa hay là không thì các bạn vẫn thấy được là chúng ta đã đến rất là gần mục tiêu rồi ngay cả Fed cũng nói là cái đợt tăng lãi suất này đó đã đẩy lãi suất của Fed và có dùng đủ siết chặt hay là đủ cao đây là cái thông tin mà thuận đã chia sẻ ngay cái lúc mà fed uh, hợp các bạn thì những bạn nào mà chưa theo dõi thuận capital trên mạng xã hội thì cũng nên theo dõi để nhận được những thông tin mới nhất tại vì uh, thuận cũng thấy một số bạn hỏi thuận thông tin liên quan tới fed ở trên uh, comment của youtube đó, thì uh, khi mà thuận làm việc công ty thì không có thời gian để mà trả lời uh, với các bạn trực tiếp ở trên youtube nhưng mà các bạn có thể theo dõi những mạng xã hội để nhận được những thông tin mới nhất và khi luôn chia sẻ những thông tin này đó, thì cái tình hình thị trường nó vẫn còn uh, ảm đạm các bạn chứng khoán cũng như vậy và Chúng ta nói tới crypto cũng như vậy. Nhưng mà thường nghĩ là từ từ mọi người đã nhận ra được những gì mà thường chia sẻ với các bạn. Cho nên chúng ta đã thấy được là thị trường đã từ từ khởi sắc lại. Và bây giờ đã giá của BTC cũng đã tăng nhẹ một chút các bạn. Không phải là tăng mạnh lắm. Hồi sáng này đã cũng đã có đợt tăng lên tới. Để thuần xem coi giá BTC đã tăng lên tới cái mức là khoảng chừng 29.600 đô các bạn. 700 đô gần như là muốn trở lên mức là 30.000 đô. Nhưng mà sau đó đã có một cái đợt điều chỉnh trở xuống. Bây giờ mức là 29.411 và chúng ta cũng có một câu hỏi cực kỳ thú vị luôn các bạn đây là một câu hỏi mà tôi nghĩ người này đã cũng rất là xâm mình các bạn người này cũng không có sợ là sau này không được mời trở lại để mà dự cái buổi họp báo của Fed các bạn nên hiểu đó là những người họp báo này là họ được mời tới và họ hỏi những câu hỏi trong phạm vi cho phép mà thôi, đương nhiên là họ cũng muốn cắt cớ rồi hỏi một số câu hỏi hay là họ muốn hỏi như một câu hỏi khó khăn để cho phép uh, trả lời để cho họ biết báo được, nhưng mà họ cũng không có muốn vượt quá giới hạn đâu các bạn, tại vì khi các bạn vượt qua giới hạn đó thì đợt sau người đó sẽ không được mời trở lại các bạn thấy được là mỗi cái tòa báo lớn đó giống như, như CNBC hay là Wall Street Journal thì được cử một người tới nếu như mà người đó hỏi quá lố đó thì người đó kia sau sẽ không được mời tới nữa và nhà báo đó sẽ gửi người khác tới à, cho nên có nhiều câu hỏi đó cũng không nên hỏi các bạn nhất là những câu hỏi mà nó cũng tế nhị một chút nhưng mà người này đó đã nói là thị trường nghĩ 99% là Fed sẽ tăng lãi suất rồi có nghĩa là trước khi họp đó thì ai cũng biết chỉ số CME nghiêng về 99% là Fed sẽ tăng lãi suất Câu hỏi là khi nào thì tất cả quan chức phép trị quyết định là tăng lãi suất Có nghĩa là người này muốn biết là trước khi họp đó đã có quyết định rồi hay là trong lúc họp mới có quyết định các bạn Tại vì nếu như mà trước khi họp đã có quyết định rồi đó thì họp làm gì nữa Chỉ cần chia sẻ thông tin là được rồi Thì Chủ tịch John Powell không trả lời trực tiếp mà chỉ nói là chờ 3 tuần nữa Khi thấy văn bản họp chính thức thì anh sẽ biết đây là cái phần tóm tắt thôi các bạn, để thường chia sẻ cái phần uh, thực tế với các bạn. Uh, đây là chủ tịch John Powell ngày hôm nay. Để Thùng play cái phần này nó khoảng chừng vài phút thôi các bạn. Uh, Simon Rabinovich with The Economist. Um, you had said last month that this meeting this week was going to be a, a live one. Uh, in the event uh, the market had a uh, roughly đó. 99% probability to the rate move that you announced today. Uh, the decision was of course unanimous. Um, and the statement was basically unchanged from last month. So may may I ask, you know, to what extent was the meeting actually a live one? Was there ever <laughs> any doubt over the past two days about what the decision was was actually going to be? Well, I mean, you could. Was there doubt? I, look, I would say there's a range of views on the committee, and when you see the minutes in three weeks, you'll see that there's a range of views about what we should do at this meeting and what we should do at the next meeting. And it's a, it's a process that we go through. Many times when we go into a meeting, the decision is not. you know, fundamentally in doubt. Nonetheless, we have the meeting. And, uh... các <laughs> bạn có để ý khi mà Fed nói là trước khi đi vào cuộc họp thì vẫn chưa có quyết định nhưng mà các bạn from à, để ý cái, so, may, uh, may I ask, know, to what extent... Đó. Many times when we go into a meeting the decision <laughs> is not you know, fundamentally in doubt Nonetheless <laughs> we have the meeting And... <laughs> Phải chỉnh là lỡ một chút xíu mới trả lời được các bạn Hy vọng là Simon được mời lại kỳ tới các bạn chúng ta cũng có một cái cuộc phỏng vấn với lại Thomy sau khi mà có cái cuộc họp báo từ Fed thì các bạn thấy được là Thomy là một trong những người mà đã nói đúng năm nay về chứng khoán trong khi bao nhiêu người đã kêu gọi là sẽ có một đợt khủng hoảng tài chính chứng khoán sẽ giảm 15%, 20%, 30% từ đầu năm tới bây giờ nhưng mà các bạn đã thấy là Thomy là một trong những người nói là không năm nay sẽ là một năm mà có sự hồi phục thì đương nhiên các bạn thấy là gần đây Thomy được mời lên trên CNBC rất là nhiều và cũng câu hỏi đó bây giờ đã fed đã chia sẻ đã sẽ tăng lãi suất trong đợt này thì Thơm nghĩ sao thì uh, chúng ta được uh, Thơm Ly cũng trả lời một cách trực tiếp luôn đó là không có vấn đề gì hết đó. thật ra fed có thể tăng lãi suất đợt này có thể tăng lãi suất đợt sau cũng không quan trọng đâu quan trọng là thị trường không chờ đợi cho đến khi fed ngân tăng hay là giảm thì uh, mới có cái sự bo cho các bạn sự bo lên đã xảy ra rồi tại vì mọi người đã có sự suy nghĩ là fed đã đến gần cái thời điểm mà họ sẽ ngân tăng và Fed ngày càng đến gần cái thời điểm mà họ sẽ giảm lãi suất, đó là chuyện sớm muộn mà thôi. Chúng ta đợi cái phần cuối rồi, cho nên thị trường chứng khoán không cần phải chờ đợi Fed ngân tăng mới có thể tăng trưởng được. để thường chia sẻ cái clip này với các bạn khoảng chừng một phút mà thôi. It's it's a plausible scenario and I think one of the important things Powell said today was that the Fed would stop raising before we get to 2% inflation. That's something that's been lost on a lot of investors who've been waiting for the Fed Uh, waiting until inflation gets to before they think the fed stops i mean that's kind of a big deal and i do think the glide path for inflation has been encouraging because even powell said that the cpi for june was better than expected for a change that's the first sort of relatively positive comment about the mm -hmm. trend of inflation đây là một phần mà thông quên chia sẻ với các bạn hồi nãy một trong những điều mà chủ tịch john powell đã nói mà nó khác với những đợt trước đây giờ trước đây chúng ta cũng đã có những cái thông tin liên quan đến cpi giảm xuống nhưng mà đây là lần đầu tiên mà chủ tịch john powell đã lên tiếng nói là ông ta hài lòng về cpi của tháng 6 nghe là CPI mới đây chúng ta nhận được đó thì đó đương nhiên chưa có phải là tất cả đó chỉ là một tháng mà thôi nhưng mà đây là lần đầu tiên mà John Powell thay đổi dòng điều của mình nói là ông ta hài lòng thay vì trước đây ông ta cũng không có muốn mọi người chú tâm nhiều nói là có một tháng mà thôi không quan trọng bây giờ thì cũng nói là vẫn là một tháng nhưng mà ông ta rất hài lòng với những gì đang xảy ra về CPI so, I, I think cuts are possible but that's not what would sway markets I think if the, if, if the market saw one or two hikes as the end of the hiking cycle that's what would really ease financial condition. Quan điểm của Tom lên là như thế này, trước khi mà Fed tăng lãi suất thì Fed đã dấu hiệu là sẽ tăng lãi suất và khi mà Fed ra dấu hiệu là sẽ tăng lãi suất, nghĩa là lúc đó vẫn chưa tăng các bạn thì uh, các bạn thấy là chứng khoán ở Hoa Kỳ uh, thì này chính cũng đã là một màu đỏ rồi khi mà họ nghĩ là Fed sẽ tăng lãi suất nhưng mà vẫn chưa tăng thì lúc đó đã đỏ rồi. Thì ngược lại đó cũng đúng các bạn khi mà Fed chưa có ngưng tăng lãi suất nhưng mà đã ra dấu hiệu là sẽ ngưng tăng lãi suất thì cái đó cũng đủ để cho thị trường là một màu xanh đó là những gì mà thơm đi nói đây và cũng có một câu hỏi duy nhất liên quan tới ngân hàng ở hoa kỳ tại vì hôm qua đó, khi mà thường chia sẻ thông tin với các bạn thì lúc đó đã có một chuyện xảy ra đó chính là công ty park west các bạn đây là một ngân hàng địa phương và ngân hàng này đó cũng đã gặp vấn đề các bạn ngày hôm qua đã kết thúc thì cổ phiếu của ngân hàng PacWest đã lao phục khoảng chừng 30% các bạn tại vì uh, gặp vấn đề liên quan đến thanh khoản và hôm nay là tăng người trở lại 27% các bạn tại sao vậy tại vì ngân hàng PacWest này đã có thông tin là họ sẽ được thu mua lại bởi ngân hàng Bank of California các bạn sau đó các bạn thấy cổ phiếu đã tăng ngược trở lại nói chung thì cũng có người hỏi Fed về vấn đề liên quan đến ngân hàng nhưng mà Fed nói thật ra bây giờ đó cũng không phải là vấn đề lớn đâu tại vì đó uh, đối với Fed thì đã có một cái nơi để mà vay mượn khẩn cấp nếu như mà bất cứ ngân hàng nào vấn vấn đề thì có đến vay mượn từ Fed dùng công trái phiếu đồng thế chấp cho nên đây cũng hơi là một vấn đề mà Fed quá quan tâm đến hiện bây giờ đương nhiên là vẫn quan sát nhưng mà thật ra đó về căn bản cái gì đó đã không có đúng ở đây rồi các bạn Nếu như các bạn là một nhà đầu tư trong thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ Đây là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ các bạn Chúng ta không phải đầu tư vào những công ty công nghệ hay là những công ty mới thành lập Mà các bạn là cổ đông của những ngân hàng như là PacWest hay là trước đây các bạn thấy là SVB Hay là chúng ta nói tới ngân hàng First Republic Những ngân hàng đó là những ngân hàng mà đối với các bạn là lớn các bạn Tuy là ngân hàng địa phương nhưng mà họ quản lý rất nhiều tiền và đây là một ngân hàng trong hệ thống ngân hàng của Hoa Kỳ mà cổ phiếu có thể giao động 30% thậm chí là 50% trong một ngày giao động xuống hay là lên các bạn là một điều mà hoàn toàn nó không bình thường đâu chúng ta không phải nói tới đầu tư vào Allcoin các bạn mà đây là một ngân hàng lớn ở Hoa Kỳ thì tại sao lại có sự giao động như vậy thì đâu đó chúng ta thấy là cũng có cái gì đó nó không đúng đang diễn ra nhưng mà đối với lại Fed thì bây giờ đó chúng ta nhìn vào cái số lượng công trái phiếu mà họ lưu trữ thì cũng giảm dần thời gian tại vì Fed vẫn đang bán công trái phiếu các bạn hay là những công trái phiếu mà đã hết hạn là họ sẽ không có renew lại như là xong không, lắp lại với những công trái phiếu mới thì các bạn thấy được là tới bây giờ việc của ngân hàng thì chúng ta cũng quan sát nhưng mà không có còn là một cái vấn đề nóng bỏng mà được nói đến nhiều trong cuộc họp của Fed nữa còn những đợt kế tiếp thì sao các bạn chúng ta đang thấy được là ngay bây giờ đó khi mà không refresh cái trang CME chúng ta sẽ thấy được là cuộc họp kế tiếp của Fed là còn khoảng chừng 55 ngày nữa như là hai tháng nữa là ngày 20 tháng 9 thì chúng ta thấy được bây giờ 78% các bạn phần lớn là nghiêng về Fed sẽ giữ nguyên lãi suất và tôi nghĩ nó sẽ là như vậy cho đến khi chúng ta nhận được chỉ số CPI kế tiếp. À, nếu như mà chỉ số đó nó không như mong muốn nữa, thì các bạn thấy được cái phần trăm này nó sẽ thay đổi. Rõ ràng Fed đã nói tùy theo CPI như thế nào. Nếu như mà CPI tốt thì không có tăng lãi suất nữa, nếu như không tốt thì lại sẽ tăng. Cho nên bây giờ 78% là nghiêng về Fed sẽ không tiếp tục tăng lãi suất nữa trong cuộc họp vào tháng 9 này chỉ có 22% nghĩ là Fed sẽ tăng thêm 0.25 Nhưng mà chúng ta nhìn vào tháng 11 đó thì cũng như vậy 65.7% phần lợi nghĩ là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất Tới tháng 12 cũng như vậy luôn các bạn 61.3% nghĩ là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất Tháng 1 năm 2024 Hòa wow, các bạn chưa gì hết chúng ta đã nói tới tháng 1 năm 2024 rồi Thì chúng ta thấy được là 49.7% nghĩa là gần 50% nghĩ là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất Mãi cho đến tháng 3 của năm sau lúc đó chúng ta mình thấy được là mọi người phần lớn nghĩ là Fed sẽ giảm lãi suất 0.25% vào thời điểm tháng 3 năm 2024 và cũng thời điểm này là thời điểm mà chúng ta sẽ nhận được những thông tin liên quan đến Bitcoin Spot ETF uh, liên quan đến việc là có được chấp nhận hay là không. Chúng ta cũng thấy được là tháng 3 của năm sau cũng là thời điểm một tháng ngay trước khi có Bitcoin Halving. Mọi thứ nó hầu như là hướng về tháng 3, tháng 4 của năm sau các bạn đó là thời điểm nó sẽ cực kỳ sôi động trong thị trường crypto này.